Thưa quý vị và các bạn, nhiều người kém may mắn khi có đôi mắt không hoàn hảo như bao người khác và cần phải can thiệp bởi các phương pháp thẩm mỹ mắt. Trong đó, phẫu thuật lắp mắt giả cũng đang là một trong những giải pháp được nhiều người quan tâm nhằm thay thế cho mắt bị dị tật, mất chức năng hoạt động. Trong chương trình Vì đôi mắt sáng hôm nay, Bệnh viện mắt Hà Nội Vĩnh Phúc sẽ chia sẻ đến quý vị và các bạn một số thông tin về phương pháp này cũng như một vài điều cần lưu ý khi lắp mắt giả. Trước hết, xin cảm ơn bác sĩ Trần Thế Thắng đã tham gia cuộc trao đổi với Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Xin chào nhà báo Phương Liên, xin chào khán giả của Đài Truyền hình Vĩnh Phúc. Vâng, thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là mắt giả là gì và nguyên nhân vì sao người bệnh lại phải lắp mắt giả thưa bác sĩ? Vì mắt giả là một cái dụng cụ để phục hình cho những cái bệnh nhân như chúng ta vừa nói đấy là kém may mắn khi người ta bị mất cái mắt. Thế thì đây là một cái biện pháp giúp cho người bệnh có thể lấy lại được cái thẩm mỹ. Tất nhiên là cái chức năng nhìn thì không còn, nhưng người bệnh vẫn tự tin giao tiếp đối với các cái công việc cũng như là trong cuộc sống. Thì về mắt giả thì nó có rất nhiều các cái loại khác nhau, từ những cái vật liệu người ta chế tạo bằng các cái plastic, nhựa, cho đến là những cái mà nó có thể là có những cái cầu kỳ hơn, được đúc khuôn, rồi sau đó thì được tạo hình theo đúng như là cái khuôn mẫu của cái mắt còn lại. Đó. Vậy thưa bác sĩ, xin bác sĩ cho biết là việc lắp mắt giả thì có tốn kém nhiều chi phí hay không? Và khi mà người lắp mắt giả thì có khó chịu về sức khỏe cho người bệnh hay không ạ? Đối với cái việc mà lắp mắt giả về chi phí thì chúng ta phải xem xét cái vấn đề về chuyên môn. Bệnh nhân bị mất mắt có nhiều nguyên nhân khác nhau. Ví dụ như bệnh nhân bị chấn thương, hoặc là những bệnh nhân bị các cái dị tật bẩm sinh, hoặc là bị các cái khối u mà người ta phải bỏ mắt đi. Thế thì về cái phẫu thuật lắp mắt giả và lắp mắt giả là hai cái công đoạn khác nhau trong quá trình mà tạo hình cái mắt cho bệnh nhân. Thế nói về cái phẫu thuật về lắp mắt giả ấy, thì khi mà bệnh nhân bỏ mắt đi thì cái cấu trúc của cái hốc mắt nó sẽ bị khuyết tổ chức. Chính vì thế nên khi mà bệnh nhân bỏ mắt, người ta sẽ phải đặt một cái chất liệu gọi là silicone hoặc là các cái loại chất liệu metpor, tức là những cái loại chất liệu sinh học. Đấy, nó có tác dụng là thay thế cho cái tổ chức mắt mà bị bỏ đi, nó giúp cho là cái tổ chức của hốc mắt nó không bị nõm. Đó, thì khi mà chúng ta lắp cho bệnh nhân các cái chất liệu đó vào trong mắt để phục hồi lại cái tổ chức và cái thể tích của hốc mắt, thì chúng ta mới sang đến cái giai đoạn 2, đó là lắp mắt giả cho bệnh nhân. Thế thì lắp mắt giả cho bệnh nhân thường sau cái phẫu thuật mà chúng ta gọi là phẫu thuật đặt bi để tạo hình tổ chức hốc mắt khoảng 4 tuần đấy, thì chúng ta có thể tiến hành lắp mắt giả. Và khi tiến hành lắp mắt giả ấy, thì thông thường thì nó lại không phải là do bác sĩ nhãn khoa mà do các kỹ thuật viên về gọi là tạo hình cái mắt giả đó. Thì người ta sẽ căn cứ vào cái cấu trúc của cái mắt còn lại, người ta sẽ lên một cái gần như là vẽ lại về các cấu trúc của mạch máu, về giác mạc hay là lòng đen con ngươi cho nó tương xứng và nó giống với cái mắt của bị mất của bệnh nhân. Tuy nhiên ấy, thì chúng ta cũng sẽ gặp những cái trường hợp mà bệnh nhân bị bỏ mắt trong thời kỳ chiến tranh, hoặc là do những nguyên nhân tai nạn cấp cứu chấn thương toàn thân ấy chẳng hạn, thì bệnh nhân sẽ không thể nào mà có cái điều kiện để mà bệnh nhân đã được phẫu thuật hoàn chỉnh được, vì hầu hết là trong cái điều kiện cấp cứu bệnh nhân không được phục hình tổ chức hốc mắt mà chỉ lắp mắt giả thôi. Đây là cái chi phí nó rất là khác nhau. Trong trường hợp mà bệnh nhân chưa tạo hình cái tổ chức hốc mắt thì sẽ phải tiến hành lại tạo hình tổ chức hốc mắt, và chúng tôi đã làm đối với những cái trường hợp như thế này thì chi phí nó sẽ dao động từ 5 triệu 6 triệu cho đến 15 cho đến 20 triệu riêng cái phẫu thuật gọi là tạo hình để lắp mắt giả cho bệnh nhân đấy ạ. Thì nó do là nguyên nhân thứ nhất là có những cái chất liệu mà khi chúng ta đặt vào nó lại bị thải ghép. Đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân nó có cái cơ địa không phù hợp đối với cấu trúc của mắt giả. Do vậy là bệnh nhân sẽ phải lựa chọn các cái vật liệu sinh học mà nó tốt hơn, và dẫn đến cái chi phí nó có thể cao hơn. Đó, thì thông thường đối với cái mắt giả mà gọi là để phục hình tổ chức hốc mắt thì nó chỉ thường từ 5 triệu cho đến 7 triệu thôi. Nhưng có những trường hợp mà đối với những trường hợp mà có nguy cơ hoặc là người ta mong muốn là cái mắt giả vận động tốt hơn thì cái phẫu thuật tạo hình mắt giả nó đã rơi vào tầm khoảng 15 cho đến 20 triệu. Thế còn đối với cái việc mà tạo hình mắt giả sau này ở thứ hai,
khi mà người bệnh đã ổn định về cái cấu trúc của cái tổ chức hốc mắt rồi, bệnh nhân đến để tạo hình đó thì nó cũng có mấy loại. Đối với những trường hợp mà người ta không có điều kiện, ví dụ những bệnh nhân ở xa, người ta muốn là lấy có cái mắt luôn thì chỉ có những cái mắt có sẵn thôi. Đó, thông thường thì có thể là của Ấn Độ, của Việt Nam cũng có. Thì cái chi phí để dao động để lắp những cái mắt giả như vậy nó chỉ rơi vào tầm khoảng 2 triệu. Tuy nhiên với những bệnh nhân mà yêu cầu về tính thẩm mỹ cao hơn, hoặc là những người trẻ, những người chưa có gia đình, hoặc là công việc thường xuyên tiếp xúc với các cái gọi là cộng đồng đó, thì cái tính thẩm mỹ cao hơn, mắt giả vừa phải vận động được, vừa phải đảm bảo được là người ta có thể làm là tự tin trong quá trình về giao tiếp. Thì thông thường đối với trường hợp như này, chúng ta sẽ phải thiết kế cái mắt giả cho bệnh nhân, sẽ phải ghép các cái mắt còn lại để làm sao cho nó giống với hình của cái con mắt nhất có thể, rồi sau đó còn phải hướng dẫn cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể là trong cái thời gian đầu đó bệnh nhân thích nghi đối với cái việc mà sử dụng mắt giả. Thì cái chi phí đó thì nó cũng khác nhau tùy từng nước, nhưng mà ngay cả ở Việt Nam thì nó cũng dao động từ 20 đến 40 triệu. Ở nước ngoài, ví dụ như ở Singapore hoặc ở bên Mỹ, khi mà chúng tôi đi gọi là trao đổi cái kinh nghiệm ở bên đó, thì cái mắt giả phải mất 1 tháng bệnh nhân mới được, và cái chi phí của nó cũng lên đến mấy ngàn đô. Vậy thì những người lắp mắt giả thì cần có những cái lưu ý cụ thể trong cuộc sống hàng ngày như thế nào ạ? Đối với cái việc chăm sóc mắt giả cũng như là cái việc lưu ý thì cũng chia ra làm 2 cái giai đoạn giống như tôi vừa nói đấy ạ. Thì đầu tiên là bệnh nhân, khi mà bệnh nhân phẫu thuật để tạo hình đồ để lắp mắt giả trước ấy, phục hồi tổ chức hốc mắt, thì nó cũng giống như là các cái phẫu thuật thông thường. Thì bệnh nhân có thể có các cái nguy cơ như là nhiễm trùng, như là chảy máu. Thế thì sau khi mà phẫu thuật xong thì bệnh nhân phải hạn chế vận động, giữ gìn vệ sinh, dùng tiếp các cái thuốc kháng sinh đấy, và theo dõi cái quá trình liền vết mổ để tránh trường hợp là khi mà cái vết mổ nó bị dính, hoặc là cái tổ chức hốc mắt nó không thích hợp đó. Ví dụ một số các trường hợp thải ghép cái viên bi ở chúng ta đặt vào bên trong hốc mắt để thay thế cho cái mắt bỏ đi đấy, nó bị trồi lên đó, thì bệnh nhân sẽ phải theo dõi. Trong trường hợp mà như vậy thì chúng ta sẽ phải phẫu thuật lại cho bệnh nhân. Thế rồi là có hiện tượng nó chảy nước mắt, rồi là nhiều các cái hiện tượng nó viêm kết mạc, khô mắt, vì khi mà tổ chức nó không còn được như cũ nữa thì nó sẽ có rất nhiều những cái thay đổi về mặt sinh học. Thế là theo dõi về trước mắt, theo dõi về lâu dài đấy, thì chúng ta sẽ phải có cái sự thăm khám định kỳ của bác sĩ. Thế còn khi bệnh nhân mà lắp mắt giả rồi đó, thì bệnh nhân phải được hướng dẫn về cách vệ sinh mắt giả. Thông thường thì chúng tôi thường khuyên là bệnh nhân có thể mua 2 cái mắt giả. Tại vì có những trường hợp thì chúng ta biết là làm cái mắt giả nó cũng không nhanh được, hoặc là những bệnh nhân ở xa thì họ cũng không có điều kiện để mà họ quay lại bệnh viện để mà có thể là mua mắt giả. Tại vì hiện tại thì cũng chỉ có một vài các cái trung tâm lớn là có thể làm được mắt giả thôi, chứ ở Vĩnh Phúc thì cũng chưa làm. Ví dụ như ở trên chỗ Hà Nội thì ở Bệnh viện Mắt Trung ương, ở trong Huế và trong thành phố Hồ Chí Minh, đó là những cái trung tâm mà người ta có thể làm mắt giả. Nên chúng tôi mặc dù là phẫu thuật xong nhưng vẫn phải hướng dẫn cho bệnh nhân lên trên đó để cho kỹ thuật viên người ta tạo hình cái mắt giả cho bệnh nhân. Thế thì khi mà bệnh nhân sử dụng mắt giả như vậy thì bệnh nhân chúng ta hình dung là giống như là răng giả. Cái này có lẽ là chắc nhiều người là dễ hình dung hơn, là khi chúng ta đi ngủ đó thì chúng ta cũng sẽ phải lấy ra để vệ sinh đấy, rồi chúng ta ngâm vào cái hộp ngâm gọi là nước mắt đó, để giúp cho là cái mắt giả nó được vệ sinh. Sau đó buổi sáng ngày hôm sau thì chúng ta lại lắp mắt giả vào. Thế thì đối với cái cháu bé chẳng hạn, những cái cháu bé nó bị ung thư mắt chẳng hạn, ung thư nguyên bào võng mạc nó rất là bé, thì bố mẹ phải hướng dẫn. Tại vì nếu như quá trình lắp mà tháo mắt giả không cẩn thận thì khi rơi thì mắt giả nó có thể bị vỡ hoặc xước, nó ảnh hưởng đến cái tính thẩm mỹ. Hai nữa là nhiều trường hợp là các cụ già chẳng hạn cũng ngại không lấy mắt giả ra, thì cứ để mắt giả 1 tuần thì nó sẽ đến cái hiện tượng là nó sẽ bị viêm, nó có rất nhiều các cái rỉ mắt ở bên trong đó, và sau đó nó sẽ sưng mắt, đỏ mắt và sẽ rất là khó chịu. Thế thì đối với trường hợp mà khi lắp mắt giả thì 1-2 tuần đầu thì chúng ta có thể phải vệ sinh cũng như là tra thêm các thuốc mỡ để giúp nó bôi trơn cái bề mặt nhãn cầu, cũng như là tránh hiện tượng nó khô mắt. Mắt giả khi mà nó mới đặt vào trong mắt nó cảm giác hơi cộm, hơi khó chịu một chút. Đấy. Hai nữa là cái việc mà chúng ta khi mà sử dụng cái mắt giả như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải làm sao mà chúng ta đảm bảo được cái việc mà thẩm mỹ. Tức là khi bệnh nhân họ đi gọi là đi du lịch chẳng hạn, hoặc là họ đi có những cái công tác đấy, thì họ phải đảm bảo họ mang đầy đủ các cái tư trang về rửa mắt này, về vệ sinh kèm theo để có thể là giúp cho là cái mắt giả nó luôn được sạch sẽ, nó vận động
ở trong mắt nó không bị viêm nhiễm. Đấy, thì bệnh nhân khi mà bệnh nhân sử dụng mắt giả thì thông thường thì chúng tôi thấy là những cái bệnh nhân mà họ ở những cái trung tâm lớn hoặc là cái dân trí tốt hoặc là bệnh nhân có điều kiện hơn đó, thì họ chăm sóc cái mắt giả và cái tính thẩm mỹ cao hơn. Nhưng đại đa số thì trước đây thì chúng ta vẫn có mắt giả nhưng bệnh nhân không được hướng dẫn chăm sóc, nên khi đến với chúng tôi khám những trường hợp mà cách đây 5 năm, 10 năm thì hầu hết bệnh nhân đều không được tư vấn, thậm chí bệnh nhân chưa bao giờ lấy mắt giả ra, họ cứ đặt luôn vào trong mắt. Thành ra là cái hiện tượng là mắt nó bị sơ cứng lại, cũng như là cái cùng đồ nó bị cạn, và sau là cái mắt giả nó bị đẩy ra, người ta thấy là cái mắt giả nó bị rơi ra. Đấy, thì đấy là những cái trường hợp mà bệnh nhân cũng không có được cái sự gọi là hướng dẫn trực tiếp từ nhân viên y tế, cũng như là biết cách chăm sóc và sử dụng mắt giả một cách lâu dài. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Thế Thắng đã có những chia sẻ cũng như thông tin với khán giả của Đài Truyền hình Vĩnh Phúc. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hy vọng qua cuộc trao đổi vừa rồi sẽ giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin hữu ích để có thể lựa chọn được địa chỉ phẫu thuật lắp mắt giả phù hợp với chi phí tốt nhất. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về phẫu thuật lắp mắt giả, có thể liên hệ trực tiếp với Bệnh viện Mắt Hà Nội Vĩnh Phúc để được tư vấn chuẩn xác. Chương trình Vì Đôi Mắt Sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bệnh viện Mắt Hà Nội Vĩnh Phúc là bệnh viện chuyên khoa mắt đầu tiên của tỉnh Vĩnh Phúc, với mong muốn đưa những dịch vụ y tế nhãn khoa hiện đại về phục vụ người dân trong tỉnh. Bệnh viện đã được Bộ Y tế cấp phép và đi vào hoạt động. Bệnh viện tọa lạc tại 20A Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, môi trường xanh thân thiện. Bệnh viện có đội ngũ y bác sĩ trình độ cao, từng nhiều năm làm việc tại Bệnh viện Mắt Trung ương. Đứng đầu là tiến sĩ bác sĩ Vũ Quốc Lương, người được mệnh danh là bàn tay vàng trong làng nhãn khoa, giỏi chuyên môn, tâm huyết với nghề. Bác sĩ Vũ Quốc Lương đã phẫu thuật thành công, đem lại ánh sáng cho hơn 50.000 bệnh nhân đục thủy tinh thể trên cả nước. Ngoài ra, bệnh viện được đầu tư trang thiết bị hiện đại như máy chụp cắt lớp OCT, máy chụp đáy mắt huỳnh quang, máy laser YAG, máy phẫu thuật Phaco của Đức. Bệnh nhân đến bệnh viện khám chữa bệnh được thanh toán bảo hiểm y tế, không cần giấy chuyển viện. Bệnh viện làm việc tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại 083-878-8088. Bệnh viện Mắt Hà Nội Vĩnh Phúc, tận tâm, chuyên nghiệp, uy tín.